Nhà đẹp Chicago mến chào quý vị và các bạn gần xa, những người quen lẫn không quen. Cảm ơn quý vị rất nhiều lại ghé thăm kênh YouTube Nhà đẹp Chicago. Amanda xin tự giới thiệu lại, hiện tại Amanda đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Illinois, miền Bắc của nước Mỹ. Công việc hiện tại của Amanda là mua bán nhà cửa, tiếng Mỹ gọi là real estate agent. Thì trong cái video này, Amanda xin được chia sẻ về cái chủ đề là nước nào trên thế giới mua nhà ở Mỹ nhiều nhất trong năm 2020 và 2021. Như quý vị đã biết thì Hoa Kỳ là một trong những nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và là vùng đất thu hút nhiều người muốn đến sinh sống, làm việc và học tập, cũng như trở thành cư dân của đất nước Hoa Kỳ. Thì theo như thống kê của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia, trong vòng chưa đầy 12 tháng từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 3 năm 2021 á, thì có đến 107.000 người, tương đương với 58% người nước ngoài đã mua nhà tại Hoa Kỳ ha quý vị. Với cái số tiền á, là 54,4 tỷ USD, chiếm 2.8% trong tổng số 1,96 nghìn tỷ USD về cái doanh số mua bán nhà tại cái thời điểm trên. Thì cái số liệu thống kê cho thấy con số đã giảm xuống 27% vì cái nền kinh tế toàn cầu và du lịch nước ngoài giảm mạnh vì cơn đại dịch. Nếu mà tính bằng số lượng nhà thì Canada là cái nước đứng đầu khi mua nhà ở Mỹ nhiều nhất của năm 2021, và kế đến là Mexico và sau đó là Trung Quốc. Như quý vị và các bạn thấy trong cái bản đồ dưới đây, năm 2021 thì Canada mua 8.800 căn, Mexico mua 7.100 căn, Trung Quốc mua 6.300 căn, Ấn Độ mua 4.700 căn và Anh Quốc thì mua 3.800 căn ha quý vị. Nhưng cái giá nhà trung bình của Trung Quốc mua cao hơn các nước khác như trong cái biểu đồ dưới đây, vì thế mà Trung Quốc vẫn là cái nước đứng hàng đầu trong việc đầu tư bất động sản vào nước Mỹ năm 2021. Thì do cái bệnh dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế toàn cầu, vì thế cái GDP trong năm 2020 và năm 2021 đều giảm hầu hết ở các nước. Tuy nhiên, GDP của Trung Quốc vẫn tăng được 2,3%. Vì thế vẫn không có cái gì lạ là cái số tiền đầu tư vào bất động sản ở nước Mỹ vẫn là Trung Quốc ha quý vị. Và Amanda xin chia sẻ cái điểm thứ ba, đó là cái số tiền người nước ngoài đầu tư mua nhà ở Mỹ như thế nào. Trên cái biểu đồ thể hiện cho quý vị thấy á, là cái top 5 nước có cái số lượng người mua là người nước ngoài á, đã đầu tư nhà ở Mỹ. Trong đó Trung Quốc đã mua là 4,5 tỷ USD. Con số này cũng đã giảm 61% so với cái giai đoạn trước ha quý vị. Lưu ý là theo cái thống kê thì Trung Quốc được tính ở đây bao gồm người mua từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồng Kông và Đài Loan, chứ không phải chỉ riêng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhé quý vị. Nếu mà chỉ tính riêng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không thôi á, thì con số nó sẽ ít hơn. Và sau đó nước thứ hai đó là Canada, đã mua được là 4,2 tỷ, giảm 56% so với cái giai đoạn trước. Và Mexico đã mua được 2,9 tỷ USD, giảm 50%, và Ấn Độ thì mua 3,1 tỷ USD, giảm 43%. Anh Quốc thì tăng 93% lên 2,7 tỷ USD do cái sự gia tăng về số lượng mua nhà và cái giá mua trung bình của cái nước này, cho nên cái nước Anh Quốc là được tăng ha quý vị. Và tổng cái số tiền của 5 nước dẫn đầu thế giới mua nhà ở Mỹ trong năm 2021 là 17,4 so với 54,4 tỷ, tương đương với 32%. Trong số đó thì có Việt Nam cũng là cái nước đầu tư bất động sản ở Mỹ có tầm cỡ. Những cái đối tượng mà đầu tư vào Mỹ từ Việt Nam như là du học sinh mua để có cái chỗ ở ổn định trong suốt cái thời gian học tập, tránh cái sự phân tâm cho chuyện học đó. Và cái đối tượng thứ hai đó là theo cái dạng EB-5, gọi là cái dạng đầu tư á. Và cái đối tượng thứ ba đó là người sống ở Việt Nam có cái thu nhập cao và họ đủ tiêu chuẩn để vay mượn theo cái dạng mà người vay nước ngoài. Và đối tượng thứ tư đó là những cái đối tượng có cái kế hoạch định cư ở Mỹ trong vài năm trở lại mà họ muốn mua cái nhà trước khi cái giá nhà ở Mỹ tăng cao.
họ mua để đầu tư trong cái thời gian mà họ vẫn còn ở Việt Nam ha quý vị. Và cái đối tượng khác nữa là những cái đối tượng có cái thu nhập khá cao và muốn đầu tư bất động sản tại Mỹ. Những cái đối tượng này thì hầu hết họ trả bằng tiền mặt ha quý vị. Và Amanda xin chia sẻ cái điểm địa điểm nào trong cái nước Mỹ mà hấp dẫn cái người mua nhà nước ngoài nhiều nhất, gọi là top destination. Thì cái tiểu bang đầu tiên đứng nhất ở Mỹ đó là tiểu bang Florida, chiếm 21%. Người mua nhà tại Florida phần lớn đến từ Mỹ Latin, chiếm 34%, châu Âu chiếm 23% và Canada chiếm 17%. Canada và nước Anh là cái khách hàng chính của tiểu bang Florida ha quý vị. Và tiếp đến là cái tiểu bang thứ hai đó là California, là tiểu bang mà có người nước ngoài mua bán bất động sản nhiều nhất, đứng thứ hai ở nước Mỹ nha. Có đến 47% người mua nước ngoài đến từ châu Á, trong đó là người Trung Quốc và Ấn Độ là mua nhiều nhất ở California. Và cái tiểu bang thứ tư đó là tiểu bang Texas, thu hút 9% người mua nước ngoài, thì trong đó là có 42% người mua Texas đến từ Mỹ Latin. Texas là cái nơi giáp ranh giới với Mexico nên nó rất thuận tiện cho họ đi lại, cho nên họ mua rất là nhiều ở Texas ha quý vị. Sau cái người Mexico á, là người Ấn Độ mua nhiều nhất. Và cái tiểu bang thứ tư đó là Arizona. Arizona thì phần đông là người mua đến từ Canada và người Mexico. Và tiếp theo là tiểu bang thứ năm đó là tiểu bang New York, chiếm 4% người mua nước ngoài, với 51% đến từ châu Á. Trung Quốc thì mua nhiều nhất ở New York hay với vậy. Và cái tiểu bang cuối cùng đó là New Jersey, chiếm 4% tổng số cái người mua, 50% người mua ở New Jersey đến từ châu Á. Những cái người mua nhiều nhất đó là người Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Anh Quốc ha quý vị. Thì ngoài ra những cái điểm đó thì các điểm thu hút khách mua bất động sản còn có như là North Carolina nè, Ohio nè, Georgia và Michigan ha quý vị. Thì những cái nơi này mỗi nơi chiếm 3%. Thì trong 6 tiểu bang á được đề cập ở trên thì California là cái tiểu bang có cái giá nhà cao nhất. Một cái căn nhà ở Cali có thể tương đương với 3 đến 4 cái căn nhà ở Florida tùy theo cái khu vực nữa. Thì ở đây á thì Amanda cũng muốn chia sẻ về cái giá mua trung bình của người mua nước ngoài á là 351.800 đồng, trong đó có 39% người nước ngoài mua nhà thanh toán bằng tiền mặt và 49% người nước ngoài mua nhà ở khu vực ngoại ô và 42% người mua nước ngoài mua nhà ở Mỹ để sử dụng làm căn nhà nghỉ gọi là vacation home, hoặc là cho thuê hoặc là cả hai luôn. Và trong đó là 65% người mua nước ngoài á, họ mua là single house và townhouse ha quý vị. Và Amanda xin được trình bày cái điểm thứ 6 ở đây là thị trường nhà ở Hoa Kỳ trong thời gian qua cũng tăng giá mạnh mẽ, mặc dù dịch bệnh Covid-19 nhưng mà nó cũng có tác động đến thị trường nhà ở. Tuy nhiên chỉ diễn ra trong một cái thời gian ngắn thôi. Đến tháng 5 năm 2021 thì cái doanh số mua bán bắt đầu lại tăng 24% so với một năm trước hay với vậy. Thì hiện tại thị trường bất động sản ở Mỹ là thị trường của người bán, cho nên cái giá cao thì khi mà cái giá nhà cao thì lãi suất nó sẽ thấp đi. Nhưng trong tương lai nếu mà thị trường mà quay ngược trở lại á, nó là sẽ là thị trường của người mua thì cái giá nhà sẽ thấp hơn và lãi suất sẽ cao hơn. Khi đó nó sẽ thu hút cái người nước ngoài mua nhà ở Mỹ nhiều hơn. Vì đa số người nước ngoài mua nhà ở Mỹ á, thì họ mua bằng tiền mặt, cho nên cái lãi suất cao á, nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái việc đầu tư của họ. Nhưng mà cái giá nhà mà thấp á, thì nó sẽ thu hút được nhiều cái số lượng người mua hơn. Như quý vị thấy đó thì GDP các nước bị giảm
Nhưng cái việc đầu tư bất động sản của người mua nước ngoài chỉ giảm 27% trong cái năm qua. Nên mà để hy vọng cái giá nhà mà sẽ giảm mạnh vào một ngày nào đó trong tương lai thì có xảy ra hay không, thì thời gian sẽ trả lời cho quý vị và các bạn biết nhé. Và biểu đồ dưới đây thì cho thấy là người mua nhà ở Mỹ từ nước ngoài mua bằng tiền mặt có cái số lượng rất là cao ha quý vị. Theo cái số liệu thống kê dưới đây thì năm 2015 là năm có cái tỷ lệ phần trăm người mua nhà ở Mỹ cao nhất là 35%, và sau đó thì nó bị giảm dần, đặc biệt là năm 2020 nó chỉ còn 19% thôi, và năm 2021 chỉ là 15% mà thôi. Thì theo thống kê trong số 3.905 realtor báo cáo thì họ làm việc với khách hàng quốc tế trong năm qua thì 55% báo cáo lại là do cái đại dịch ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh quốc tế của họ, với 22% báo cáo là các hạn chế đi lại sẽ đã ảnh hưởng đến cái giao dịch quốc tế của họ. Cái bài chia sẻ về chủ đề người nước ngoài mua nhà ở Mỹ, top 5 nước nào mua nhà nhiều nhất, mua ở đâu nhiều nhất, xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị nhấn nút like và share để thông tin này được lan tỏa, vì Amanda tin rằng thông tin này sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn để biết thêm thông tin về tình hình tăng giảm số lượng người nước ngoài mua nhà ở Mỹ như thế nào, để giúp cho người xem cũng có căn cứ đưa ra quyết định về bất động sản cho chính bản thân mình, như là mua nhà, bán nhà, hay là đợi một thời gian thì mới mua lại hoặc là bán lại. Và đồng thời cũng ủng hộ kênh Nhà Đẹp Chicago để Amanda có thêm động lực làm những video tiếp theo. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trân trọng kính chào. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về nhà cửa của các thành phố của tiểu bang Illinois miền Bắc nước Mỹ thì có thể click vào đường link bên dưới đây. Amanda để cái trang web của Amanda trong cái phần description, cái phần mô tả đó. Thì đây là cái trang web của Amanda nè. Thì khi mà cái mình bấm á, mình muốn tìm nhà ở thành phố nào thì mình bấm cái nút search ha. Rồi ngay chỗ đây là mình bấm tên của một cái thành phố giả sử mình bấm thành phố Hinsdale ha. Chỗ này là for sale. Rồi 3 phòng ngủ nè, 2 phòng tắm nè, giả sử đi cái nhu cầu của mình là như vậy. Mà bấm cái giá là 750.000 trở lên. Rồi mình bấm cái nút search. Rồi thì lúc này nó sẽ hiện ra nè, sẽ hiện ra như thế này. Và mình bấm vào contact us. Rồi thì chỗ này mình sẽ bấm nè, tôi muốn mua nhà đi giả sử. Ok, vào để email và số phone chỗ này, giả sử số phone của quý vị. Bây giờ Amanda để số phone của Amanda ha. Rồi mình bấm cái nút send email. Bên Amanda sẽ nhận được cái thông tin của quý vị liền ngay tức thời luôn, và sẽ liên lạc với quý vị trong cái thời gian sớm nhất có thể. Và nếu như mà quý vị thích cái video, nhớ bấm cái nút subscribe. Và bên cái nút subscribe có cái nút chuông, nhớ bấm vào cái nút chuông nha. Thì mỗi lần mà Amanda up cái video mới á, thì quý vị là một trong những người xem được cái video mới của Amanda. Xin chân thành cảm ơn.